Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Ở trong clip ngày hôm nay, bên Huấn Audio thực hiện test nhạc so sánh chất âm giữa hai dòng kèn 450, giữa kèn Nelby và kèn từ thường, để xem cái chất lượng âm thanh giữa hai con nó khác nhau như thế nào. Đây là con từ thường. Cấu tạo của nó là từ 12cm, quận tiếng côn là 44, dòng phễu xoáy. Và em test với so sánh với con kèn là Nelby JBL. Con này từ Nelby và quận tiếng côn bên trong cũng là côn 44 và dòng máy bắt 4 ốc. Khi anh em mua cái con kèn Nelby này, được bên em tặng kèm bích nối để anh em chuyển đổi ra để bắt vào phễu xoáy. Và sau đây thì em cấp nhạc vào, em test để em so sánh, thì mời anh em mình nghe xem đánh giá nó như thế nào. Bây giờ em mới cấp nhạc vào cho nó nói. Em dừng lại ở đây nhé, và em sẽ test cái con kèn là từ thường để mời anh em mình nghe. Em cho thằng sang bên này và em tua lại cái đoạn vừa rồi nhé, cho nó khách quan, nó sẽ nghe một đoạn nó dễ. Cũng bây giờ mới cấp vào cho anh em mình đánh giá khách quan nhất. Nẹt xẹt nó vào cái này nữa. Và em dừng ở đây. Anh em cảm nhận chất âm của hai dòng kèn này như thế nào? Hãy cho ý kiến là bình luận ở dưới cái video này. Và về giá thành bán thì anh em biết đến dòng Neo thì bao giờ giá cũng cao, như con Nelby JBL 450 có giá bán là 1.400.000 một đôi củ anh em nhé, và được bao ship toàn quốc. Trong khi đó con JBL 29XT, JBL 29XT và kèn 450 này có giá bán là 700.000 đồng một đôi, được bao ship toàn quốc, cả hai cái đều là côn 44. Anh em yêu mến dòng nào thì hãy comment ở dưới, và xin phép dừng ở đây để được tư vấn và mua sản phẩm. Anh em gọi điện trực tiếp cho bên em qua số máy 0904 61 23 23. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này.